Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Hiện tại em đang đứng ở ngã ba Cô Giang và Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang quận Nhất. Vị trí rất là đẹp. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà bán căn gốc 2 mặt tiền số 144 Cô Giang và Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang quận 1. Đây căn đang cho thuê làm quán cà phê Go Ship thưa cô chú anh chị, với diện tích là ngang 7,5m, dài 9m, kết cấu là một trệt một lầu. Đây, vị trí căn nhà rất là đẹp. Hiện đang cho thuê làm quán cà phê. Với vị trí này thì mình mua về có thể làm văn phòng công ty để nhận diện thương hiệu cũng rất là ok, hoặc là làm cho thuê mặt bằng, vừa cho thuê để treo bảng quảng cáo cũng rất là tiện. Thì cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để xem sổ cũng như biết được giá bán. Hiện chủ đang cũng rất là thiện chí bán nên sẽ có được giá tốt cho cô chú anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Xin cảm ơn.